Chiều mai em rảnh không? Sửa soạn thiệt là đẹp. Anh về, anh chở em đi ăn nhà hàng. Hạnh, ông xã chị nói á là tối nay ông rủ chị đi ăn nhà hàng đó. Rồi ảnh có nói gì nữa không chị? Không, ảnh chỉ nói là bà ở nhà ăn mặc thiệt đẹp, tôi về rủ bà đi ăn nhà hàng. Có nói gì về cái chuyện mà hiểu lầm á chị? Hiểu lầm gì? Dạ, anh dám đi ra ngoài ngoại tình, rồi bây giờ anh còn tặng quà cáp cho bồ nhí của anh nữa hả? Sợ dây chuyền này là em bỏ quên, xong rồi chú nhặt lại trả cho em. Chuyện là vậy đó chị, cái tật của em nó cứ hay hồ đồ vậy, chị biết rồi đúng không? Nhưng mà em hứa với chị, đây là lần cuối cùng em hồ đồ, em sẽ cẩn thận hơn, chín chắn hơn. Em xin lỗi anh chị. Thôi mà xin lỗi cái gì? Ngay từ đầu lúc mà em nói là chị đã nghi rồi. Tại vì chị biết cái tánh ông xã chị á, không bao giờ mà ông nhắc cái chuyện vàng bạc đá quý hay này kia nọ trong cái những vấn đề kỷ niệm ngày cưới hay là ngày lễ vậy đó. Dạ. Tại vì ảnh quan niệm là mình sống với nhau là sống vì cái tình, mà sống vì cái nghĩa nè. Quan trọng là cho đến giây phút này, cho đến cái tuổi này mà mình vẫn còn ở bên nhau, điều đó là tốt rồi. Thành ra thôi, kể như bỏ qua đi. Thôi mình không nói chuyện đó nữa hen. Là chị không có giận em xíu nào luôn á hả? Giận cái gì mà giận không biết nữa. Cho em ôm chị một cái nha. Trời đất ơi. Vậy rồi mấy con nhỏ kia rồi nó thấy gì rồi nó ganh tị nữa nè. Trời ơi em mừng quá chị biết không? Cả đêm qua em không có ngủ được. Em có nói bây giờ phải nói như thế nào, phải làm sao để cho chị đừng có giận em. Nhất là anh á, anh sẽ giận em. Mà em sợ cái chị từ em luôn á, không nhìn mặt em nữa đó. Ủa chị, hồi nãy chị nói á là ảnh rủ chị đi ăn nhà hàng hả? Đúng rồi. Rồi ảnh có nói là nhà hàng nào không? Không, chỉ có cái là chưa biết ăn mặc sao. Tại vì cũng lâu quá rồi mới cùng nhau đi ăn nhà hàng cho nên... Chết rồi. Bây giờ ảnh không nói rõ nhà hàng nào thì mình cũng không biết cái đẳng cấp nó ra làm sao. Chọn đồ khó à nha. Bởi vậy mới kêu cô qua để hỏi ý kiến cô nè, người luôn luôn mặc đẹp nè. Vậy chị lấy đồ ra đi, em góp ý cho. Rồi, đợi tôi nha. Dạ. Đợi chút xíu nha. Đây nè Hạnh. Sao rồi? Chị tính mặc cái này với cái quần lụa đen ở dưới. Đâu, về nè coi. Ê, em coi cái này được không? Đây nè, có mấy cái hộp gỗ này nè. Cái này đơn điệu quá à. Đơn điệu hả? Dạ, tự nhiên. Thôi, vậy thôi cái này. Cũng mới mua đấy nha. Cái này thấy bông nhiều sặc sỡ quá à, hơi rối. Không được hả? Không được. Rồi vậy thôi. Cái này coi cái này. Cái này đây coi. Cái này cũng được, nhưng mà nó chưa toát lên được một cái sự sang trọng cho cái bữa tiệc trọng đại này của mình chị ạ. Em muốn một cái đầm là nó phải sao ta? Nó nhu nhưng mà nó phải rực. Nó rực để mà nó tạo lên một cái sự quý phái, một sự sang trọng, một sự tuyệt mỹ. Có nghĩa là vẫn chưa được 10 điểm đúng không? À, chưa. Rồi. Đúng lại là vậy đó. Tới này. Cho em coi nè. Được không? Đẹp quá. Em giữ cái này.
gì vậy? Trời ơi, sao sao mà mệt dữ vậy? Có gì không? Hả? Tôi chạy. Trời ơi, làm gì mà thở hổn mà đi vô đây. Từ từ. Chạy mà. Trễ giờ chạy cho nên nó mới mệt. Đứng chút xíu. Cũng biết là trễ nữa hả? Tôi xin lỗi bà. Bữa nay tôi có hẹn với bà dắt bà đi ăn. Nhưng mà có cái chuyện nó... Rồi đến lát tôi kể cho bà nghe. Thì kể đi, chuyện gì? Tôi ngồi ở trong cái quán cà phê á. Tôi... Hả? Ông? Gì vậy? Tôi xỏ cái này nè. Tôi lấy xì chỉ, tôi xỏ vô mấy cái hộp này nè. Tôi làm một cái sợ. Như vậy tôi đeo cho bà, tôi tặng bà. Kỷ niệm ngày cưới đó mà. Nè, bà đeo vô nha. Rồi sao ông... Cái lớn tuổi mà sổ thì cái lỗ hộp của nó nhỏ, cái nheo nheo mắt, cái mỏi cái ngủ hồi nào cũng hay. Cái mấy đứa trong quán cà phê á, nó để cho tôi ngủ luôn, nó không có kêu. Thấy tội nghiệp lắm, lát thấy tôi ngủ cũng lâu rồi, cái nó lại nó kêu tôi, tôi giật mình, tôi thức dậy, cái tôi dòm đồng hồ, tôi nói, ê cha trời trễ rồi. Tôi không kịp cảm ơn gì hết trơn, tôi tống rồi, tôi chạy về nhà, chạy về tới đây mệt quá trời. Bởi vậy, chờ ông hoài, gọi điện cho ông không được. Làm tôi sửa soạn đẹp, làm mặt làm mày, diện quần diện áo, mang giày mới luôn. Mà không thấy ông, tôi tẩy trang, tôi tưởng là tối nay không biết có chuyện gì, tôi tính là chờ ông chút mà ông không về tôi đi kiếm ông á. Tôi xin lỗi bà. Bà gọi điện thoại cho tôi không được, chắc tại vì cái điện thoại tôi hết pin. Mà cục pin nó chai rồi. Chút sạc vậy chứ xài có một chút xíu cái nó hết à. Không có xài nó cũng hết nữa. Xin lỗi bà nha. Thôi lần sau giữ sức khỏe, đừng có ráng cố gắng vậy nha. Tôi hứa với bà là tôi dắt bà đi ăn. Nhưng mà giờ tối rồi. Thôi, tôi xin lỗi bà. Tôi sẽ bù cho bà việc khác. Bà đi du lịch nha. Đi biển, giờ dây Vũng Tàu hay là Nha Trang, hay là đi Phú Quốc. Thôi đi Vũng Tàu cho nó gần. Không, đi Phú Quốc đi. Đi Phú Quốc đi. Rồi mình vừa đi xe, rồi mình vừa đi tàu nữa. Mình ra đảo, mình chơi.